Hoàng Audio xin chào toàn thể anh chị em. Bây giờ là tầm 7 giờ ngày mùng 5 tháng 6 năm 2019. Em vừa về được một lô mic rất là đẹp. Phải nói là cái rất là may mắn khi mua được cái lô mic này. Lô mic này là dòng Beyer của Đài Loan, sản xuất năm 2017, sản xuất tầm khoảng giữa năm 2017. Tay mic còn rất là đẹp. Toàn bộ em bao là sơn zin 100% anh em nhé. Đây là 100% sơn zin của nó. Đấy, thi thoảng mới có một tí vết sứt sứt thôi. Thi thoảng mới có một tí vết sứt do vận chuyển. Còn lại là đẹp như mới. Và cái màu này là màu đồng. Màu đồng rất là sang trọng. Màu đồng thì lúc nào cũng là màu đắt nhất trong các màu rồi. Đấy, một bộ mic cùng một loại nhưng mà khi mà màu đồng là kiểu gì thì đắt hơn tầm khoảng đến 200 nghìn, 300 nghìn. Đấy, cái lô mic này em mua được sản xuất vào tháng 7 năm 2017 theo như ở đầu thu nó viết. Thế là còn rất mới. Đây, củ mic của dòng Beyer Đài Loan thì anh em xem nhiều là quá quen thuộc rồi. Lô này em về được 36 bộ. Đẹp đều như mới. Đây, vào trong hộp đây. Em không bày ra hết được vì nhà hơi nhỏ. Và em báo giá luôn cho anh em nhé. Giá là 2 triệu 200 nghìn đồng, bao ship và đủ toàn bộ dây rác. Đây, em quay qua một chút cho anh em xem. Đấy, dây rác cứ mỗi mỗi tuần em lại mua một đống, mỗi tuần em lại mua hơn trăm cái này. Tuần nào cũng phải mua, toàn mua loại tốt về để phục vụ anh em. Đấy, bây giờ em sẽ quay cái đầu thu. Cái dòng này thì các anh em trước em đã giới thiệu nhiều rồi và em cũng đã có nhiều clip giới thiệu rồi. Đây là đời, này đời vỉ xanh, vỉ xanh và vỉ tím chỉ khác nhau màu sắc thôi anh em nhé, chất âm linh kiện không khác nhau cái gì cả. Đấy, linh kiện rất là chất, gồm 4 hộp sóng. Dòng này anh em đi sự kiện ok luôn nhá. Em đã tự tay test sóng 50 mét có bờ tường. 50 mét có bờ tường, có chướng ngại vật, không vấp tiếng. Đấy, đây là jack 6 ly và hai jack Canon để phục vụ cho anh em dùng trong mixer sự kiện. Sóng khỏe và dòng này là cái dòng cực lành, ổn định. Có tự ngắt anh em nhá. Đây, đầu thu đây. Đây, cái nào mà em chưa mở thì nó sẽ còn tem niêm phong. Cái nào mà em chưa mở thì nó sẽ còn tem niêm phong của cốt ốc này. Đấy, tháng 5 tháng 7, 5 tháng 7 năm 2017. Rất là mới. Cái sàn này, một là nó làm ăn được, nó thay đồ mới. Còn hai là nó không làm ăn được, nó phải thanh lý. Đấy, đây là dòng Beyer nhưng mà bên kia nó kẻ tên khác thôi. Ruột gan và mẫu mã thì nó vẫn là bay ơi. Đấy, mặt phay nhôm rất là mới anh em nhé. Mới như kiểu là bóc thùng xốp ra luôn. 2 triệu 2. Giá rất là đẹp. Em chuyên làm với cái dòng này thì khả năng là cái hàng, nguồn hàng và cái giá thành của em nó cũng sẽ hợp lý hơn một số các anh em khác. Tại vì em nhập thẳng của người Trung Quốc luôn, không qua một ai cả. Nhập hàng thẳng dưới Bắc Kinh về. Đấy, rất là đẹp. Và ở đây em đang bật sẵn một cái tai mic này nhé. Đấy, có thử ngắt thì có nghĩa là như này đây anh em này. Khi mình để nguyên một chỗ nó không thu tín hiệu từ bên ngoài nữa. Loa có nói to như nào nó không thu nữa. Tránh được cái tình trạng rú rít mic. Đấy, khi anh em nhấc tay, nhấc tai mic lên. Đấy, thì bắt đầu nó lại thu. Và sau 3 giây, sau 3 giây thì cái chế độ thử ngắt nó kích hoạt lên, nó không thu nữa. Và nếu mà để quên như này, anh em mình để quên như này thì tầm khoảng 5 đến 10 phút là nó sẽ sầm nguồn hẳn, để tránh cái tình trạng mà cứ để pin nguyên nên là lâu nó sẽ hết pin. Đấy, còn tiếng của dòng này thì em test nhiều video rồi. Em khẳng định là lúc nào cái dòng này nó cũng dễ hát hơn VBS. Đấy, 2 triệu 200 nghìn một bộ mic. Đẹp, zin như mới. Mic này về anh em chơi thì không phải suy nghĩ một cái gì rồi. Em bảo hành lỗi một đổi một trong 3 tháng nhé. Anh em nào mà hay theo dõi của em thì biết đấy, mặc dù em bán ở trên YouTube mới được có hơn một tháng thôi. Trước đó em bán ở Facebook là tầm khoảng hơn 3 năm. Nhưng mà mới biết đến cái thị trường YouTube được hơn một tháng. Nhưng mà anh em ủng hộ rất là nhiều đấy. Anh em thấy cứ vài hôm em lại về được một lô rất là nhiều và rất là đẹp. Anh em mà không ủng hộ thì làm sao mà em dám nhập nhiều như vậy được. Thế nên là anh em mua hàng của em thì cứ yên tâm về cái chế độ bảo hành. Anh em mà lỗi trong thời gian bảo hành 3 tháng đầu ấy, em đổi luôn cũng khác. Tại vì hàng lúc nào nhà cũng rất là nhiều.
Đấy, còn hết thời gian bảo hành thì có lỗi gì anh em gửi lại đây, anh em chịu tiền cước em sẽ sửa miễn phí cho anh em, trừ những cái bệnh mà chết côn. Tại vì bình thường nếu mà cái bệnh mà mic bãi không dây này, cái dòng này em làm nhiều nó bị lỗi, nếu mà nó bị lỗi thì nó sẽ lỗi nhiều nhất về cái lỗi mà mất sóng, tay mic không ăn với đầu thu, thì cái lỗi này là sửa không đáng bao nhiêu tiền cả, tại vì nó hỏng thạch anh thôi, thay con thạch anh là được, dùng vài năm thì nó sẽ hỏng cái con đấy. Khi mà bị cái lỗi đấy thì anh em chỉ cần, nếu mà hết thời gian bảo hành nhé, anh em chịu em cái tiền cước 2 chiều thôi, em sửa miễn phí cho anh em. Còn nếu mà hết bảo hành rồi mà cái, ví dụ là cái đầu côn là anh em làm rơi, trong quá trình anh em dùng anh em làm rơi nó hỏng, thì em bảo hành cái đầu côn này thì em chắc chắn em phải lấy tiền, nhưng mà giá em sẽ lấy cái giá em nhập rất là rẻ thôi, tầm khoảng hơn 100 nghìn một cái củ xịn này đấy. Mỗi cái bệnh chết côn là em sẽ phải lấy tiền, tại vì cái côn này em phải đi mua, chứ cái côn này em không thể xin được. Lên 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 1 2 3 4 5 6 7. Có tự ngắt đẹp như mới, giá lại rất là hợp lý, 2.200.000 bao ship và đủ dây rắc. Anh em nào mua thì vui lòng cọc giúp em 50.000 thẻ điện thoại nhé. 50.000 không nhiều, chỉ là để em yên tâm là anh em có thiện chí đặt hàng thôi. Đấy, chứ còn không có cái ý gì hay không tin tưởng anh em hay là gì cả, mà chỉ để là tạo một chút niềm tin để bọn em yên tâm đóng hàng, không phải lăn tăn cái gì hết. Cái tiền cọc đó sẽ được trừ vào cái tiền hàng cho anh em. Cọc 50.000 thì khi nhận anh em thanh toán là 2.150.000. Đấy, khi nhận hàng anh em được mở ra cắm điện test thử, alo thử, ưng ý thì nhận. Rồi, em xin cảm ơn.